Đừng sử dụng retinol nữa mà hãy chuyển qua những hoạt chất khác. Có rất là nhiều làn da khi chúng ta sử dụng retinol, chúng ta gặp tình trạng là bị lên nhiều mụn hơn, bị bong chóc, mẩn ngứa, kích ứng, thậm chí là da sạm và nám nhiều hơn trước khi chúng ta sử dụng. Vậy thì lý do tại sao mà chúng ta cứ phải cố gắng sử dụng hoạt chất này trong khi làn da của chúng ta đang báo hiệu rằng nó không phù hợp với retinol? Và dưới đây chính là những dấu hiệu cho thấy chị em mình không nên sử dụng retinol và mình hãy nên bỏ sản phẩm này ngay đi trước khi tình trạng da của chị em mình tệ đi nhiều. Cùng tìm hiểu với Hương qua video ngày hôm nay. Và trước khi bước vào phần chính của video thì đừng quên là Hương có một fanpage tên là Nguyễn Mai Hương. Tại đây Hương sẽ chia sẻ rất là nhiều những kiến thức về chăm sóc da. Chị em mình hãy ghé qua đó để kết nối cùng với Hương. Và đừng quên là ấn vào nút subscribe, là nút đăng ký ở phía dưới, để hàng ngày chị em chúng ta được gặp nhau và chia sẻ với nhau những kiến thức như thế này. Rồi, chị em biết rằng là retinol là một hoạt chất vàng trong việc là chống lão hóa này, giúp da chúng ta căng bóng, thu nhỏ lỗ chân lông và hỗ trợ chúng ta trong việc điều trị mụn. Tuy nhiên không phải làn da nào chúng ta cũng sử dụng được hoạt chất này. Và dưới đây chính là những làn da chúng ta không nên sử dụng retinol nhé. Rồi, làn da đầu tiên là chúng ta sử dụng retinol để điều trị mụn. Thì tất nhiên là retinol là một cái dẫn xuất của vitamin A và chúng có khả năng là hỗ trợ tăng tốc đổi mới tế bào và xử lý tình trạng mụn. Tuy nhiên xử lý mụn ở đây chỉ là mức độ nhẹ thôi. Còn nếu chị em mình đang có tình trạng mụn rất là nặng, thậm chí là rất là nhiều mụn viêm này và da đang gặp tình trạng là quá tải, thì retinol sẽ không được đánh giá cao trong việc điều trị mụn lúc này. Bởi vì là retinol nó sẽ có tác dụng là trị mụn này và chống lão hóa. Tuy nhiên khả năng trị mụn sẽ yếu hơn rất là nhiều và khả năng chống lão hóa nhiều hơn. Và thêm nữa là trong một số bảng thành phần của retinol ấy, thì hãng thường cho thêm hoạt chất dưỡng ẩm vào. Và những làn da mà mụn này khi thêm quá nhiều hoạt chất dưỡng ẩm vào kèm theo cái dạng bào chế có thể là dạng cream, từ đó nó gây cho tình trạng mụn của chúng ta bùng phát, làm da chúng ta tít tắc nhiều hơn. Đó, vì thế nếu chúng ta mong muốn sử dụng retinol để điều trị mụn thì chỉ phù hợp với tình trạng mụn nhẹ thôi. Còn nếu tình trạng mụn của nó nặng hơn này, nhiều mụn viêm, nhiều mụn ẩn thì có thể chuyển sang adapalene nhé. Đây cũng là hoạt chất của vitamin A, họ hàng với retinol này, nhưng khả năng trị mụn sẽ cao hơn rất là nhiều. Làn da thứ hai không nên sử dụng chính là làn da bị bong chóc quá là nhiều, hay là vào thời tiết hanh khô giao mùa như thế này thường xuyên là nứt nẻ, bong chóc và khó chịu. Những làn da như thế này chị em mình có thể tạm ngưng lại sản phẩm retinol nhé. Bởi chị em biết rằng là đây là một cái loại dẫn xuất vitamin A và chúng có khả năng là hút ẩm, hút nước cho làn da. Vì thế khi chúng ta sử dụng thì da chúng ta sẽ bị khô hơn rất là nhiều. Và cộng thêm với thời tiết mùa hanh khô như thế này, nếu chị em mình mà không biết cân bằng lại độ ẩm cho làn da thì da chị em mình rất dễ gặp tình trạng bong chóc, kích ứng và quá tải. Vì thế là nếu mình bước sang cái thời tiết hanh khô này, mình cảm giác rằng da mình bong chóc quá, thì hoàn toàn mình có thể tạm ngưng lại cái sản phẩm retinol này một thời gian, tập trung vào việc là dưỡng ẩm, cấp ẩm và phục hồi cho làn da. Khi nào đó mà da chúng ta ổn hơn rồi, đủ ẩm hơn rồi thì hãy quay lại sử dụng với tần suất ít. Thì có rất là nhiều chị em mình mặc dù là mùa hè mình dùng sản phẩm đó thì không có vấn đề gì, nhưng sang cái thời tiết mùa hanh khô hay mùa đông như thế này, mình dùng vào retinol cũng tần suất như vậy thì da mình nó sẽ bị quá tải. Rồi, và chúng ta cùng bước sang làn da thứ ba không nên sử dụng retinol, đó chính là những làn da mà chúng ta mắc là nhiều vấn đề nhưng chúng ta lại chỉ sử dụng đơn độc một sản phẩm retinol thôi. Và trước khi bước vào phần này thì đừng quên là ấn vào nút subscribe hay là nút đăng ký ở phía dưới để hàng ngày chị em chúng ta được gặp nhau và chia sẻ với nhau những kiến thức như thế này. Có rất nhiều chị em mình thần thánh sản phẩm retinol và coi đây là một hoạt chất vàng có thể xử lý mọi vấn đề của làn da. Tuy nhiên chị em mình biết rằng là trên da của chúng ta đâu phải chỉ có một vấn đề, chúng ta có thể là có mụn này, kèm theo lỗ chân lông to này, có thể kèm theo là da không đều màu hay là da tăng tiết dầu. Thì thế một cái sản phẩm retinol thì cũng thể có tác dụng, nhưng mà một mình nó thì không thể nào đem lại tác dụng tối đa được cho làn da. Vì thế chúng ta cần phải kết hợp những hoạt chất khác vào để sử dụng. Và nó tương tự giống như việc là chúng ta làm việc này, nếu chúng ta chỉ làm việc một mình thôi thì hiệu quả công việc có thể chỉ đạt khoảng 50-60%. Tuy nhiên nếu có thêm đồng đội hỗ trợ vào, tạo thành đội nhóm thì có phải hiệu suất công việc sẽ tăng lên rất là nhiều. Đó, vì thế nếu chị em mình mà đang sử dụng retinol mà chỉ sử dụng đơn độc một cái sản phẩm này thôi thì ông nghĩ rằng nó sẽ không đủ khả năng để khiến làn da của chị em chúng ta đẹp hơn đâu. Làn da thứ ba không nên sử dụng đó chính là những làn da nhạy cảm. Những làn da nhạy cảm tức là những làn da khi mà chúng ta dùng bất kỳ hoạt chất nào cũng có thể là ngứa này, mẩn rát này, kích ứng này. Và chị em nghĩ rằng là dùng retinol sẽ có khả năng là giúp da chúng ta dày hơn, săn chắc hơn và khỏe mạnh hơn. Nhưng với những làn da mà đang nhạy cảm như vậy, dễ kích ứng như vậy, nhất là những làn da mà sau rượu thuốc và kem trộn mà chúng ta lại dùng những hoạt chất mạnh mẽ như retinol thì nó sẽ có tác dụng ngược lại, khiến làn da của chúng ta có thể là kích ứng trầm trọng hơn. Đó, vì thế là nếu như da chúng ta nhạy cảm thì chúng ta chưa nên bắt đầu retinol mà hãy dùng những sản phẩm dưỡng ẩm cơ bản thôi. Đó chính là tẩy trang này, sữa rửa mặt này, serum HA hoặc là B5 này, phục hồi da và dưỡng ẩm.
Những làn da tiếp theo nên bỏ việc dùng là tiên non đi chính là làn da của phụ nữ đang mang thai hoặc là đang cho em bé bú. Tất nhiên là những sản phẩm này rất là tốt với làn da, tuy nhiên là trong thời kỳ mang thai và cho em bé bú thì là tiên non lại không được đánh giá cao, nó có thể gây nguy hiểm đến em bé của chúng ta. Vì thế chúng ta xác định rằng chúng ta chuẩn bị mang thai hay là đang cho em bé bú thì chúng ta hãy ngừng ngay là tiên non lại nha. Và trong giai đoạn này thì chị em mình hoàn toàn có thể chuyển qua những hoạt chất khác, ví dụ như là AHA này, hay có thể chuyển sang là niacinamide, hay là vitamin C, hay là tẩy tế bào chết vật lý. Đây đều là những hoạt chất an toàn phụ nữ đang mang thai và cho em bé bú. Rồi, làn da cuối cùng mà nên vứt ngay rồi tiên non đi và không nên sử dụng chính là làn da mà chưa có thói quen sử dụng kem chống nắng hay là việc lười bôi kem chống nắng. Chị em biết không, hầu hết mọi vấn đề xảy ra trên làn da của chúng ta, ví dụ như việc là dùng là tiên non mà da bị sạm hơn, bị đen hơn, bị lão hóa nhiều hơn, chính là do chúng ta chưa biết cách sử dụng kem chống nắng. Kem chống nắng thì chúng ta biết rồi, sẽ cần phải bôi cái lượng khoảng tầm 2 đốt ngón tay trên một lần bôi. Và một ngày chúng ta sẽ cần phải bôi khoảng tầm từ 2 đến 3 lần. Nếu chị em mình vẫn chưa xây dựng được thói quen mà bôi kem chống nắng và chưa mua được loại kem chống nắng đủ quang phủ rộng này để có thể bảo vệ làn da, thì cái việc dùng lời tiên non gần như nó sẽ đem lại tác dụng phụ cho chị em mình rất là nhiều, sẽ khiến làn da sạm này, nám nhiều hơn và lão hóa nhiều hơn. Rồi, và trên đây chính là chia sẻ của Hương về việc không nên sử dụng lời tiên non. Không phải làn da nào chúng ta cũng thích hợp sử dụng lời tiên non đâu, và chúng ta nên cân nhắc những sản phẩm nào sẽ phù hợp với từng tình trạng da. Và trong quá trình skincare, nếu gặp bất kỳ điều gì khó khăn, hãy để lại comment để Hương hỗ trợ. Cảm ơn chị em đã lắng nghe.